mọi người. Buổi sáng nè, những ngày đầu xuân ở Úc là đầu tháng 9 á. Tiết trời nó rất là trong lành, ấm hơn mấy ngày cuối đông á, rồi khá là lạnh. Rồi bây giờ nó chuyển qua cái mùa xuân. Thì ở Melbourne đây á, có một cái giống như là thường thường hay chuyển mùa đó, là nó hay bị bệnh. Con người nó hay giống như là phải trở theo thời tiết vậy đó. Rồi bây giờ mùa xuân á, thì nó có những cái căn bệnh như là ho, cảm hay fever, là dị ứng phấn hoa đó. Ho nhiều, có nhiều người bị hắt xì, sổ mũi, cảm, sốt, đau họng, đủ thứ. Đó là gọi bệnh giặc. Cái thời tiết ở đây, đây là cái quang cảnh ở trước nhà của mình. Cây lá rồi nó đang ra chồi non, rất là đẹp luôn. Đây là hai thằng nhóc của mình. Hello Austin. Andrew làm gì kia vậy? Andrew ơi, kia nè, trên kia có con quạ nè, Austin ơi. Em điều chỉ xe. Hai đứa đi lòng vòng chơi ha. Nhà mình có cái farm bông á. Mẹ trồng bông bé, bông dài, bông tầm bậy bạ, trồng đầy nhà đầy đất hết. Kia là có một cái cây plum các bạn, nó nở hoa đỏ cây hết rồi ha. Bây giờ nó ra lá rồi, nó cũng thuộc dòng với hoa đào đó. Cao su trồng ở nhà mình, không phải mấy cái cây như mấy cái nhà khác. Cây ở nhà mình nó giống như cái rễ bàng vậy đó, rễ nó hơi bò hơi dài, khi nó bị nứt cái sân cái rễ nó bò. Đi vô. Ôi thằng nhóc nhỏ của mình khoái đi ra ngoài đi, không có xuống dưới đây này, nguy hiểm. Họ chạy đi lên, không có bắt trước em luôn. Chắc cho nó đi ra ngoài, nó chạy lung tung hết. Chú em tí ra. Máy bay, đúng rồi. Đây,
Anh chịu phát hiện máy bay chưa? Hello mọi người, sáng nay mình dắt mấy đứa nhỏ của mình, trời nắng nó khá là ấm, dắt nó đi ra ngoài công viên chơi ở bên này. Nè, công viên nhà mình không phải ngày cuối tuần cho nên nó hơi vắng. Rồi dắt hai nhỏ đi nè, đó hai anh em nó đi chơi kìa. Giờ mình ra công viên mình chơi với nó. À, anh bây giờ là đi rồi thoải mái rồi, lớn rồi. Còn giờ Angel nó được 1 tuổi thôi, lững tững đi theo. Trời hôm nay khá là mát. Ừ, nhắc em đi. Bởi vì bây giờ là buổi sáng mà, buổi sáng thời tiết cũng khá là đẹp luôn. Bên này đó thì thường chiều chiều cha mẹ đi làm về mới dắt con ra ngoài công viên cho nó chơi. Ở trên ơi, con chạy lung tung. Bây giờ thì có hai anh em nó rồi, giờ nó chơi. Hãy cầm tay em đi. Em chịu không có chịu, không có chịu, không muốn cầm tay. Đi đường này. Ở trên ơi, em chịu ơi, đi đường này nè con. Của em mà. Em cánh cụt. Angel thấy cái gì cũng hỏi hết á. Con gì đây? Rồi hai anh ra tới công viên rồi. Ở trên kia mình thấy hai người đàn ông lớn tuổi, họ xách cái bao bóng, họ đi bứt những cái loại cỏ, loại cây gì đó. Có thể là họ ăn được. Không biết cái này họ có trồng hay không nữa. Đạp mày còn đạp chân này. Một cái đạp chân này. Chơi một lúc rồi, bây giờ mấy anh chị ê, không có đi ra đường này. Vô, đi vô. Đi ở trên đi cho em đi theo. Đi chơi rồi bây giờ mấy anh nhỏ đi về. Anh chơi xong rồi giờ anh lon ton anh đi về. Ra dọc cát trong đồ đó. Nè, bông nè. Bông. Bông, bông hồng. Wow, rose, yeah. Lấy mũ bỏ lên vậy. Đổi lại. Cát nó giăng vô mắt á. Ừ. Rồi đứng dậy đi. Trời ơi, hôm nay Andrew đi bứt bông hết nha. Ừ. Gặp bông gì bứt bông lấy này đã đó đó đó, bắt quả tang nè, thấy chưa? Thấy giờ bứt bông nè, thấy không? Úi. Bông đã cứng quá đâu có bứt được. Đâu? Ba chụp hình bông mà. Con bắt trước con chụp luôn hả? Đóng mông lên chụp à? Trời ơi, coi em chiều kìa. Con ba ba chụp hình, ông ba phải khom lưng tới ông cha chụp chứ đâu phải tự nhiên bắt trước con ba trọng mông vậy hả? Đóng mông ơi, làm lại. Đóng mông ơi. Coi kìa. Đó, gì hết. Yeah.